Xuân Mỹ Vlog xin kính chào quý khán giả xa gần. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video hôm nay thì Xuân Mỹ tiếp tục truyền tải đến quý khán giả một số thông tin cũng là liên quan đến cầu Gò Công nha cả nhà và những tin tức khác. Và xa xa thì Xuân Mỹ xin để bài Hoa Sứ Nhà Nàng do hai bác cháu Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường hát trên sân khấu Ninh Bình. Cả nhà hãy vào ủng hộ ha. Và bây giờ thì Xuân Mỹ xin vào kênh Hồ Văn Cường Official để xem các lượt view của các bài hát này như thế nào. Bài Tình Thắm Duyên Quê thì 189.000, bài Mấy Nhịp Cầu Tre 303.000 và bài Bông Hồng Cài Áo 761.000. Bài Hoa Sứ Nhà Nàng thế nào đây? Wow, bài Hoa Sứ Nhà Nàng cả nhà đang nghe đó là 994.000 ha cả nhà, 994.761 lượt. Như vậy là còn có hơn 5.000 nữa thôi, hơn 5.000 lượt nữa thôi nó sẽ là 1 triệu view nha cả nhà. Cả nhà tích cực nghe để tăng 1 triệu view cho cậu Út Gò Công nha cả nhà. Và nhớ là kênh Hồ Văn Cường Official nha. Vận động mọi người tiếp tục đăng ký kênh cho kênh này. Bây giờ hiện nay là 122.000 người rồi nè. Đó cả nhà. Rồi, đó là thông tin trên kênh Hồ Văn Cường Official. Cả nhà cũng nhớ vào kênh Ngọc Sơn Production để ủng hộ anh Sơn nha cả nhà. Đây nè, đó, nghe và nghe nhạc ủng hộ anh Sơn. Bởi vì cả nhà thấy không, từ cái thông tin mà poster show diễn ngày 3 tháng 12, cả nhà thấy vẫn có sự xuất hiện của anh Sơn và Cường cùng Sơn Hạ, ca sĩ hải ngoại Việt Lai Mỹ Randy cả nhà. Hôm thứ Bảy thì Xuân Mỹ có nói chuyện với cô Chính ở Texas. Cô nói cô là người ngưỡng mộ phát triển sự nghiệp của Randy, một thân một mình đi lên. Và những ngày đầu mà Randy sáng tác, viết nhạc, hát thì cô đã nghe. Nhà của cô thì sống ở thành phố Houston, cũng gần với là nhà của Randy. Và thỉnh thoảng trong quán ăn thì cô vẫn gặp. Nhưng mà nghe được cái tin Randy cùng Cường cùng diễn với nhau, cô cảm thấy rất là vui cả nhà. Và cô rất muốn một lần xem show của Cường, dù năm nay 72 tuổi rồi, không biết là có cơ hội hay không. Nhưng mà nghe được hai ca sĩ này đứng chung một sân khấu trong cái show diễn 3 tháng 12 ở sân khấu nhà hát Âu Cơ thì cô cảm thấy rất vui cả nhà. Và như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ chuyển sang thông tin của trường Đại học Hoa Sen. Trên trang Đại học Hoa Sen thì đã đăng cái tin đội tuyển đạt vô địch giải bóng rổ. Và tin chi tiết như thế này: trải qua hai trận đấu bất phân thắng bại với những pha lay up liên tục và tận dụng tốc độ tối đa trên sân, giải bóng rổ 5x5 Hoa Sen mở rộng 2022 đã tìm ra chủ nhân chiếc cúp danh giá. Chúc mừng là đội LBC của trường Đại học Hoa Sen đã giành chiến thắng hết sức thuyết phục trước đội UEF Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 39-29. Đặc biệt đây cũng là lần thứ hai các bạn trở thành nhà vô địch liên tiếp của giải đấu. Bên cạnh đó, đội của Đại học Nguyễn Tất Thành đã trở thành nhà vô địch bảng Nam. Một lần nữa chúc 22 đội bóng trên toàn quốc đã quy tụ về giải đấu Hoa Sen bóng rổ sẽ giữ vững tinh thần và tiếp tục nuôi dưỡng phát triển tài năng của trường của mình. Trường Đại học Hoa Sen mong rằng sẽ tiếp tục được gặp các đội vào giải đấu năm sau với một diện mạo mới xuất sắc hơn cả nhà. Và đây là những cái hình ảnh trong giải đấu cả nhà.
Phương Mỹ xin cho cả nhà xem những hình ảnh của giải đấu bóng rổ ha. Chúc mừng đội tuyển bóng rổ của Đại học Hoa Sen. Cho cả nhà xem một cái thiết kế rất là mát mẻ của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang ở Indonesia những cái ngày những ngày này ở bên Indonesia đang diễn ra cái cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là đang theo bên đó đồng hành để với tư cách là Hoa hậu đương nhiệm cả nhà. Và cái mẫu này là thiết kế thời trang của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển, cựu sinh viên ngành thiết kế thời trang của Đại học Hoa Sen cả nhà. Thiết kế này được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên mặc ở vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới ở bên Indo cả nhà. Đó, Xuân Mỹ xin giới thiệu tin tức đó cho cả nhà và trên trang Đại học Hoa Sen. Còn bây giờ Xuân Mỹ xin chuyển sang trang Đại gia đình Ngọc Sơn. Anh ba Ngọc Sơn cũng có một cái tút nhận những cái kỷ niệm chương của chương trình lưu diễn 10 ngày từ ban tổ chức chương trình Nghĩa tình quê hương ở Quảng Nam. Và anh viết 10 đêm lưu diễn tại xứ Quảng với bao cảm xúc ân tình, những bản nhạc về tình cha lòng mẹ và tình yêu quê hương đất nước mãi mãi là suối nguồn yêu thương không bao giờ vơi trong tim người nghệ sĩ. Chúc tất cả khán giả quê nhà cùng đại gia đình bình an vượt qua những khó khăn mùa thiên tai bão lũ, thương lắm miền Trung ơi. Cả nhà thấy liên tiếp miền Trung thời gian qua trải qua những cơn lũ bão xong rồi tới lũ lụt. Và ngày thứ bảy vừa rồi cả nhà thấy là ở Đà Nẵng là nước dâng rất là cao, ngập gia đình Quế, từ Quế Đà Nẵng ngập, nhiều gia đình bị ngập đó cả nhà, rất là thương, rất là thương. Anh Sơn là người mà dành rất là nhiều cái tâm huyết gửi đến đồng bào của mình ở miền Trung cả nhà. Rồi tiếp thêm bão số 5 vừa qua thì lại có thêm một cái cơn bão trở thành bão số 6 nha cả nhà. Lại có một cái cơn bão số 6 tiến vào Biển Đông nữa đó cả nhà. Tức là liên tục nhiều trong tháng 10 này là liên tục nhiều cơn bão sẽ, và bão rồi xong rồi theo đó là lũ, rồi lũ quét ở các tỉnh đó cả nhà. Và hôm trước thì trên một fan của Cường là chị Kim Khoa cũng đã có chương trình đi tặng bà con dùng lũ quét ở Nghệ An tặng quà. Xuân Mỹ xin chuyển sang trang Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn để đọc cho cả nhà nghe một bài viết của fan Hoàng Lan tối hôm qua đã có viết và đăng trên group nói vòng tay lớn rồi FC miền Nam. Xuân Mỹ xin đọc cho cả nhà nghe, gửi đồng chí Cường, hôm nay lại là ngày cuối tuần rồi đồng chí ạ. Cứ thứ bảy chủ nhật là cô thấy nhớ bé nhiều hơn, nhớ tất cả những show diễn của em vào mỗi thứ bảy mà cô được trực tiếp đu show, cô gọi đó là những ngày thứ bảy hạnh phúc em ạ. Như cô đã từng nói, những lúc nhớ em quá mà không làm gì được là cô lại gõ bàn phím, nghĩ cũng ngại chích đi được nhưng thôi kệ, Cường thông cảm cho cô. Bà già cô này nha, mặc dù những lần đu show con đối với cô vô cùng hiếm hoi vì đủ lý do, đường xá xa xôi, điều kiện công việc không cho phép xây tàu xe, mà ngộ ta đang bẹp dí trên xe nghĩ đến phía trước là bạn Cường, cái cô tỉnh queo luôn, xuống xe cái là váy chuối sập xè, háo hức phấn khởi như chuẩn bị được nhận một món quà vô giá. Trong suy nghĩ của cô em luôn là một trong suy nghĩ của cô em luôn là một cực một điều đi cả nhà, hay một cái gì đi, Xuân Mỹ sửa chữ này chút,
Trong suy nghĩ của cô, em luôn là một cái gì cực kỳ quan trọng, là cơm ăn, nước uống, khí thở, mà cô nghe hát mỗi ngày như một tất yếu của cuộc sống. Sẽ không gì có thể thay thế được Cường trong trái tim cô. Cô cầu mong em sẽ luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, thành công. Thề luôn, cục cưng của cô lớn bổng lên rồi và rất đẹp trai nha. Lần đầu tiên cô quan tâm đến show, lần đầu tiên cô quan tâm đến ca sĩ, lần đầu tiên cô thương một người mà người đó không phải là người thân của cô, đó là em. Một người dân chính hiệu, khẳng định luôn, chỉ có thể là Hồ Văn Cường mới làm nên được điều đó. Chúc đồng chí Cường cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha. Cô yêu em, tình yêu của cô và hình ảnh Cường trên sân khấu. Đúng cả nhà. Bài viết của fan Hoàng Lan và fan mấy nay thì Xuân Mỹ xin đưa cái poster này. Mấy nay thì cũng có một số khán giả bảo là có liên hệ với bên số hotline của bên này, bảo là đặt cái vé 1 triệu cả nhà. Vé 1 triệu là vé thường nha, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Như vậy là cái vé thường bên số hotline này trả lời là cái vé thường 1 triệu đó không còn. Như vậy là còn giá vé từ 2 triệu trở lên. Cả nhà, cái này là ý riêng của Xuân Mỹ thôi nha cả nhà. Với cái nguồn quỹ FC miền Bắc, FC miền Nam, nếu như mà được, cái này là quan điểm của Xuân Mỹ, ý cá nhân của Xuân Mỹ nha cả nhà. Nếu mà được thì các anh chị FC hai miền nên trích một phần quỹ của FC hỗ trợ tiền vé cho fan nào mà có không có đủ điều kiện mua cái vé 2 triệu trở lên đó cả nhà, thì mình có thể hỗ trợ một phần. Hỗ trợ một phần nha, Xuân Mỹ nói hỗ trợ một phần chứ không phải hỗ trợ hết, để đông đảo fan xanh chuối có thể đu show cùng con nha cả nhà. Và Xuân Mỹ xin đưa lại cho cả nhà xem hình ảnh của sân khấu, sân khấu nhà hát Âu Cơ này cả nhà, với quy mô là 800 ghế nha cả nhà. 800 ghế, thoải mái, fan xanh chuối thoải mái mua vé. Và cái nó cũng giống như sân khấu của 62 Trần Quang Khải hôm 6 tháng 8, mọi người coi là sân khấu có dốc, ngồi phía sau vẫn thấy được sân khấu gõ trên sân khấu ha. Ngồi ghế phía sau này, phía sau xa này vẫn thấy được ca sĩ hát trên sân khấu. Và hình ảnh nhà hát Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, nhà hát Âu Cơ đó cả nhà, ở Quỳnh Húc Kháng, quận Ba Đình đó. Hôm bữa thì Xuân Mỹ có đưa một số hình ảnh của nhà hát lớn, nó không phải nha cả nhà. Nhà hát này nó cách nhà hát lớn 7 km, và nó vẫn cũng nằm ở trong trung tâm quận Ba Đình, thì khán giả mình có thể đi show và tham quan vòng vòng thành phố Hà Nội ha. Đó cả nhà. Và Xuân Mỹ mong rằng tất cả mọi người đều có điều kiện thì có thể xem show. Và như hôm bữa Xuân Mỹ có nói là team Gia Lai thì các chị, trước mắt là có 3 chị đã đặt vé bay, và chờ thêm một số chị nữa sắp xếp rồi cùng đu cái show này với con. Như vậy là Xuân Mỹ cũng có trao đổi với một số chị nha cả nhà, là cái vé thường á, cái vé thường 1 triệu là làm bên chỗ số hotline này nè, số hotline của ban tổ chức nè trả lời hết. Nhưng mà mình cũng chờ phía FC nha cả nhà. FC miền Nam chưa đăng gì, thì mình chờ đi, vì nó còn tới một tháng mấy nữa lận, còn dài và vé thì còn nhiều nha cả nhà. Không có hết vé gì đâu nha. Đồn hết vé là chỉ là đồn thôi. Cái vé 1 triệu là vé thường là hết, chứ không phải là vé tổng thể nha cả nhà. Tổng thể thì nó còn nhiều vé lắm, cho nên là cả nhà mình hãy sắp xếp và theo cái ý của Xuân Mỹ này, ý của cá nhân Xuân Mỹ thôi nha. Thì FC hai miền Bắc và Nam nên trích một phần cái quỹ của FC đó hỗ trợ. Ví dụ như cái vé 2 triệu thì mình có thể trích hỗ trợ khán giả 500, còn 500 thì khán giả, thì fan xanh chuối mua với điều kiện là đăng ký qua FC vậy đó cả nhà. Thì cái này thì tùy các bạn ấy sắp xếp ha. Xuân Mỹ không có
không có bàn sâu, chỉ là đề xuất. Ở trên FC miền Nam thì các hôm nay cũng các bạn ấy cũng chào nhau, các bạn admin cũng chào nhau với cái hình ảnh của bạn Cường đó cả nhà. Đó, và trang Hồ Văn Cường fan club thì cũng chưa đăng cái show diễn, cũng chỉ là còn cái bài Tình Thắm Duyên Quê. Rồi cả nhà nhớ là vào ủng hộ kênh của con nha, kênh Hồ Văn Cường Official, nghe cái bài Qua Xứ Nhà Nàng để cho nó nhanh lên 1 triệu view nha cả nhà. Đó, mới đây 94, bây giờ 95, 994, sắp 995 rồi, 700-600 rồi cả nhà ơi, gần 995.000 rồi, vậy là còn 5.000 mấy ha cả nhà. Đó, đó là thông tin trên kênh Hồ Văn Cường Official cả nhà. Video Xuân Mỹ đến đây là kết thúc nha cả nhà. Xin một lần nữa cảm ơn cả nhà tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Và ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo nha cả nhà. Chúc cả nhà có buổi trưa ấm áp bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Có chi tiết về gì mới của show diễn 3 tháng 12 thì Xuân Mỹ sẽ cung cấp tiếp vào những video sau. Xin chào tạm biệt ạ.